Và wow, các bạn ơi, và wow, vậy là bạn Ken thu nhập được quá trời nàng tiên cá luôn. Và wow, đây. Và wow, một em bé tiên cá màu tím. Đây, hai em bé tiên cá màu tím luôn. Và wow, đây là một em bé tiên cá màu hồng. Cái đầu màu hồng và cái áo cũng màu hồng và cái đuôi màu vàng đẹp quá. Đây, tiếp theo là một em bé tiên cá màu xanh lá cây. Và wow, cái đuôi màu cam luôn, rất là đẹp. Và wow, thêm một chị tiên cá nữa, chị tiên cá màu hồng. Và đây là hai tiên cá mẹ đây, hai tiên cá mẹ. Và wow, hai tiên cá mẹ đẹp quá. Và wow, như vậy là chúng ta có 7 nàng tiên cá luôn. Wow, vẫn Ken thôi, có con trâu ngoài kia kìa. Wow, con thấy con trâu không? Wow. Wow, có một con bò nữa hả? Wow. Wow, bạn Ken ơi, quầy cá tóc móng quá trời luôn. Ê, có một con gì đây nè bạn Ken ơi. Có gì vậy? Wow, một nàng tiên cá Barbie. Wow. Cho nàng tiên cá bơi luôn hả? À, rồi bắt nàng tiên cá vậy nha. Wow. Ui, bây giờ vô mùa hả, nàng tiên cá đẻ con rồi đó. Wow, mình đi tìm coi. Mình đi tìm cái con nàng, con bé hay nàng tiên cá nào không. Wow, tiên cá bự đang tắm móng ngoài kia hả? Ở đây nè bạn Ken ơi. Kìa, nằm trong bụi cỏ kìa. Wow, một nàng tiên cá Barbie có cái đuôi màu cam. Wow, đẹp quá. Rồi, con té luôn á. À, con bị trật chân con té luôn á hả? Rồi, con bị gì mà. Rồi, đi thôi. Ít thôi, còn nữa không? Wow. Wow, cái gì đây? Rồi, một nàng tiên cá màu hồng. À, này nàng tiên cá chị phải không? Rồi, con bỏ vô vỏ đi. Wow, đây nàng tiên cá màu hồng. Wow, bây giờ mấy nàng tiên cá lên bờ hết rồi hả? Không ở dưới nước nữa hả? Wow, bạn Ken đang lấy cái đuôi nàng tiên cá. Bạn Ken đào đất các bạn ơi. Rồi con bỏ vô vỏ đi. Rồi mình đi. Đi thôi. Wow, bên kia ba nghe nàng tiên cá hát kìa. Wow, nàng tiên cá hát bên kia hay quá. Đi. Đi thôi. Wow, nàng tiên cá đâu? Wow, cá tóc móng quá trời luôn. Wow, cái gì đó? Wow, cái gì vậy? Wow, một nàng tiên cá màu tím hả? Wow, đẹp quá các bạn ơi. Đây, ba nhạc giùm con nha. Wow, một nàng tiên cá màu tím. Nàng tiên cá Barbie nha. Wow, rồi con đi tìm ba cầm cái giỏ nha. Con, wow, chị nhanh lên. Con có nghe tiếng ở đâu nữa không? Đâu, tiếng ở đâu nữa? Bên kia hả? Rồi, quẹo lên thôi, quẹo lên. Wow. Wow. Ý, ba thấy cái gì đây nè bạn Ken ơi. Đây, wow, cái đầu màu xanh, cái đuôi màu cam. Wow, một nàng tiên cá Barbie nhỏ xíu. Wow, dễ thương quá. Đây, một bé tiên cá cái đầu màu xanh à, dễ thương quá. Mặc áo màu xanh lá cây luôn. Đâu? Đâu con? Wow, cái gì đó? Wow, một nàng tiên cá bự hả? Rồi con vô nhặt đi. Đây bà dẫn con vô. Đây, đây, đi vô nhặt. Wow, đây là nàng tiên cá mẹ phải không? Ừ, nàng tiên cá mẹ đẻ con đó. Wow, rồi bỏ vô vỏ đi. Một nàng tiên cá mẹ đẻ con đang trên bờ. Wow, các bạn ơi, một nàng tiên cá màu hồng nữa. Nàng tiên cá mẹ màu hồng. Wow, các bạn ơi, wow, vậy là bạn Ken thu nhập được quá trời nàng tiên cá luôn. Wow, đây.
Và một em bé tiên cá màu tím. Đây, hai em bé tiên cá màu tím luôn. Và đây là một em bé tiên cá màu hồng. Cái đầu màu hồng và cái áo cũng màu hồng và cái đuôi màu vàng đẹp quá. Đây, tiếp theo là một em bé tiên cá màu xanh lá cây. Và cái đuôi màu cam luôn, rất là đẹp. Và thêm một chị tiên cá nữa, chị tiên cá màu hồng. Và đây là hai tiên cá mẹ đây, hai tiên cá mẹ. Wow, hai tiên cá mẹ đẹp quá. Wow, như vậy là chúng ta có 7 nàng tiên cá luôn. Bạn Ken ơi, ba nghe ở ngoài kia em bé khóc quá trời kìa. Bây giờ ba và con đi tìm em bé nha. Rồi, đi thôi. Cái gì đó? Đâu có con gì đó. Wow, một em bé tiên cá. Rồi, con nhặt đi, lẹ lên. Lẹ lên, trời mưa rồi, em bé khóc đó. Em bé tiên cá khóc luôn. Rồi, còn đâu nữa không? Đâu, ba tiếng nghe em bé ở bên kia kìa. Em bé đâu rồi? Con đi tìm thử coi. Wow, trời mưa lớn quá. Lẹ lên, chứ để em bé bị ướt mưa, em bé bệnh á. Wow, có hai bạn em bé chibi nè. Wow, một em bé chibi đỏ và một em bé chibi xanh. Rồi, con nhặt lẹ lên đi. Wow, nhặt vô. Wow, em bé khóc ở đâu nữa vậy? Wow, ở đâu vậy? Wow, một em bé trên cây. Một chibi màu xanh nha. Wow, một bạn búp bê. Wow, búp bê trên cây hương quá. Rồi, con nhặt vô. Wow. Wow, em bé. Wow, em bé nhỏ xíu à. Em bé ở đâu vậy? Wow, em bé đi lạc này Ken ơi. Wow. Ê. Nè, em bé đi lạc nè. Wow. Còn một em nữa. Wow, ôi em bé dễ thương quá. Wow, rồi bỏ vô giỏ. Wow, còn mặt trai nữa nè. Wow, đây có một bạn trai dễ thương quá à. Rồi con nhặt đi lại lên. Wow, một bé trai dễ thương bị ướt mình hết rồi. Wow. Rồi, còn ở đâu nữa không? Wow, đây em bé kìa. Trời ơi, nhiều quá. Nhiều quá, nhiều em bé búp bê quá. Rồi, con nhặt lẹ lên. Ủa? Ủa, có ai hát vậy? Ai hát ở đâu vậy? Nàng tiên cá hát ở đâu? Wow, cái gì đây? Wow, nàng tiên cá bị té rồi kìa. Wow, đâu đưa ba coi thử nàng tiên cá coi. Trời ơi, một nàng tiên cá bị té. Rồi con bỏ vô giỏ đi. Và thêm một con cá màu hồng bự nữa. Ui, ba nghe nàng tiên cá hát ở đâu nữa đó? Đâu? Wow, một nàng tiên cá màu hồng đẹp quá. Rồi con đưa các bạn xem thử. Wow, một nàng tiên cá màu hồng luôn nha. Wow. Rồi, rồi bỏ vô giỏ đi con. Rồi xong rồi mình đi về. Mình mở nhạc nàng tiên cá lên nghe thử nha. Rồi đi về thôi. Rồi đây mình có cái gì đây? Con cá. Wow, một con cá dễ thương quá. Bỏ đây. Rồi có gì nữa? Wow, một nàng tiên cá. Wow, nàng tiên cá này bị ướt hết rồi. Nhạc được không? Wow, nàng tiên cá này có nhạc luôn nè, dễ thương không? Tắt nha. Rồi tiếp theo đây, một nàng tiên cá màu xanh lá cây. Bỏ đồ đó, có nhạc. À, nàng tiên cá này cũng có nhạc luôn hả? Có wow. Đèn cá. À, nàng tiên cá này có đèn không mà không có nhạc. Rồi bỏ xuống đây luôn. Đâu, một nàng tiên cá. Wow, nàng tiên cá này đẹp quá. Wow, nàng tiên cá này dễ thương quá. Wow, đẹp dễ sợ luôn. Tiếp theo. Wow, đây. Wow, một em bé dễ thương màu vàng. Wow. Rồi để em bé bên đây. Đây một em bé màu tím nữa. Để bên đây nha. Ở chung với ba hả chị tiên cá. Rồi còn ai nữa không? Còn gì nữa không? Wow, một bé trai. Ôi bé trai dễ thương quá. Rồi, bé trai giống con nè. Dễ thương không? Rồi bắt xuống. Rồi còn gì nữa không?
Đây, một bạn búp bê chibi màu xanh ngọc. Xin chào các bạn, mình là búp bê chibi xanh ngọc. Rồi, dẹp xuống. Ừ luôn. Wow, đây. Ôi, một cô giáo chibi. Ôi, cô giáo chibi dễ thương quá. Cô bác giáo chibi mặt đầm, đẹp quá nè. Rồi, rồi. Còn gì nữa không? Chibi. Một bạn búp bê chibi màu xanh lá cây. Wow, đẹp quá, dễ thương quá. Rồi, dẹp vô. Rồi, còn gì nữa không? Wow, một cái sói nè, cái sói quang nè, cái sói này nó quang nè, nó ở đâu nó nổi ngoài được. Wow, nhìn cho con chó sói ở ngoài nó giữ nhà đi. Wow. Ê, con khỉ, đứa ơi, con khỉ, con tinh tinh à, con tinh tinh là mình phải cho nó ở trên cái lồng đó, nó không có chịu đi rác đâu, mình phải cho nó ở trên. Đúng rồi các bạn ơi, đây con tinh tinh là giống bà con với bạn khỉ nè, để ở trên cây. Còn con này thì qua một con hà mã cho nó ở gần đụng nước bạn xem nhân ơi. Đây đâu con khỉ đó mà để cho ở trong con khỉ này nữa. Qua con khỉ này bị lai màu rồi các bạn ơi. Đây cây luôn. Khỉ này khỉ màu vàng, lạ quá. Rồi cho hai bạn khỉ leo cây luôn. Rồi một con cá sấu con. Cá sấu con mình cho xong cá sấu mẹ đi ha. Và con cá sấu con này màu đẹp quá. Wow, các bạn ơi, đây đây là con hươu cao cổ nha các bạn. Và hươu cao cổ này là hả rất là quý hiếm. Mình sẽ cho ở trong trong đây luôn. Quả hươu cao cổ để bên kia là siêu nhân ơi, coi chừng bị con báo nó ăn đó. Hươu cao cổ để chung với mấy bạn bên kia đi. Em ở một mình đi. Rồi bây giờ mình hô hấp nhân tạo cho mấy bạn thú, cho mấy bạn thú hả ngồi dậy đi bạn siêu nhân ơi. Rồi mình hô hấp cho mấy bạn thú tỉnh dậy nha. Bây giờ mình chia khu vực ra cho mấy bạn thú đi, cho khỏi cắn nhau mình siêu nhân ơi. Rồi cá sấu chợ chung với cá sấu đi. À, các bạn ơi, như vậy là các bạn thú đã an toàn hết rồi, khỏe mạnh rồi. Bây giờ mình để cho các bạn thú ở đây hồi phục xong rồi, cái ngày mai mình đưa các bạn thú này về rừng nha. Rồi cảm ơn bạn siêu nhân nha, bye bye các bạn. Wow, quá trời thú luôn.